Này Khoa, nghe nói giờ này ông làm bác sĩ tim nổi tiếng lắm phải không? Còn ông? Thú thật á, là bây giờ tôi bay nhiều lắm, không dành thời gian riêng cho mình được. Tự nhiên cái lúc mà đi học á, tôi với ông đã ăn ấy. Đúng không Quốc? Đúng rồi đó. Khi nào mình đi đá banh đi? Mọi người, cho tôi biết định làm việc tuần sau đi, để tôi lên kế hoạch cho. Hùng vẫn như ngày nào, đúng là đội trưởng. Thiên thần, nhìn nụ cười của nàng kìa. Một vẻ đẹp thanh lịch nhưng không kém phần quý phái. Ủa, nàng là ai vậy? Tôi nhìn quen lắm. Ông nhận tôi ra. Xin lỗi em. Ê, Nhã Phương. Ê. Chào Nhã Phương nha. Hùng ơi, cố lên. Anh không thể nhận ra em trong số các bạn học cũ. Mình biết nhau không hả? Có thể. Trễ rồi, em nghĩ là em phải về. Để anh tiễn em nha. Dạ. Anh vẫn chưa biết tên em đó. Em là Nhã Phương.